Dạ Lương Phi xin mến chào cô chú anh chị và các bạn đã tiếp tục trở lại với video tiếp theo của Phi. Kính thưa quý vị, thì trên đường đi làm Phi cũng phát hiện ra một cái hoàn cảnh này nhìn rất là thương tâm. Một người phụ nữ còn khá là trẻ, bế trên người một cháu nhỏ, dường như chắc cũng tầm 2-3 tuổi thôi. Thì quý vị cùng Phi tìm hiểu cái câu chuyện này như thế nào ha. Rồi em 2 tuổi hả chị? Rồi em chào chị ha, thì chị có thể chia sẻ qua cái hoàn cảnh của chị như thế nào được không? Chị nói về Phi như vậy này, vì sao? Vì chị á, là chị nuôi hai, một cháu là 4 tuổi, một cháu 2 tuổi này đây. Chị thì bạn từng cái tâm, từng cái bỏ tâm, từng cái chui son để chị nuôi hai cháu như vậy thôi Phi à. À có nghĩa là bây giờ là hai đứa cháu này là con của chị hay là sao? Chú ngoại. Cháu ngoại à, chị để cái mic nó. Chú ngoại của chị. À. Con gái của chị bọn đi lâu rồi. À cháu ngoại của chị hả? Chị năm nay nhiêu tuổi và quê ở đâu? Quê chị ở Huế. Quê ở Huế hả? Ở Huế mà chị bao nhiêu tuổi? Chị năm nay là tổng ra là chị 46 tuổi đấy. 46 tuổi hả? À, nhưng mà con của chị là năm nay 21. À 21 tuổi. Rồi chị có bao nhiêu người con? Dạ hai. Hai người là con. Hai cháu. À hai cháu hả? À, một cháu năm nay chuẩn bị vô đại học. Rồi bây giờ là hai đứa con của chị là ở đâu rồi? Một thằng cu là đang ở Huế, đang đi học ở Huế, đang ở bên bà ngoại dì ngôi Huế á. À. Rồi con gái của chị là sinh ra hai đứa rồi bỏ cho chị. Bỏ cho chị chứ nó đi rồi. Nó đi đâu rồi chị biết không? Dạ không. Không biết đi đâu ấy? Không. Chị giờ chưa là chị không biết thằng đi đâu là chị không biết luôn đó Phi. Dạ. Con gái của chị là bao nhiêu, 21 tuổi hả? 21 tuổi. Nhưng mà có chồng không? Thì hẳn cũng có chồng, nói có chồng rồi thôi chứ cũng chưa cưới hỏi đâu, đang hoa chưa cưới hỏi mà làm sao chị biết là chồng nó là ai chứ. Hạng nói với chị như thế nào là chị nghe như thế. Quý vị thấy không, bây giờ bà ngoại bế đứa cháu ngoại đi lang thang khắp nơi để bán tâm hả? Bán tâm để kiếm tiền lo cho cháu ngoại hả? Đứa này là 2 tuổi với lại một đứa 4 tuổi nữa. Một đứa 4 tuổi. Rồi bây giờ cụ thể là chị ở địa chỉ chỗ nào? Chị ở phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ. Ở Cẩm Lệ mà đón xe vô Quảng Nam. Quảng Nam là chị đi bạn. Ủa? Chiều chị ra về ngoài đó rồi chị đón thằng cu về. Là bắt đầu chị mới đi bả bên đêm nữa ngoài đó mà. À có nghĩa là bán cả ngày lẫn đêm luôn. Mà sao chị không bán ở ngồi đó mà đón xe vô đây xa vậy? Chị bán ngoài đó nói chung là cũng lâu lâu cũng phải đổi hướng chờ một ngày như vậy. Có bán miệt tâm thì ai mua cho mình miệt. Chị bán tâm không thôi hả? Bán tâm. Có bán vé số không? Không, chị bán tâm bông thôi đó. À, để miết lên này chứ. Rồi chị bán con... chị bán tâm bông rồi có đủ cái kinh phí để lo cho hai cháu không? Nói chung là cũng bên làm em. Bắp bên. Hiện tại là ở trọ ngoài đó hả? Chị ở trọ ngoài quận Cẩm Lệ. Mà sao em thấy cái chân của chị sao mà đi cà nhắc có, chị có tật hả? Tai biến mà. Bị tai biến, bị lâu chưa? Bị dài là sinh hai. Thân cũ thì sau ra là năm nay thân cũ vô đại học là chị bị mấy năm là chị bị mấy năm luôn đó. Rồi chồng của chị ở đâu? Chồng chị đâu nữa? Chồng hả? Chị bỏ từ lâu rồi, bỏ từ hồi mà chị có bầu thằng cũ kia. Thằng mà đi học nữa là chị bỏ từ lâu rồi. Dạ. Có nghĩa là chồng của chị bỏ từ rất là lâu rồi. Chị khi mà chị sinh đứa con trai ra là chồng chị bỏ hả hay sao? Chồng chị nói chung là hai vợ chồng không hợp với nhau thì chị anh ra đi từ hồi mà lúc mà chị mới có bầu thằng cu mới 1-2 tháng chứ. À mới có bầu 1-2 tháng là chồng của chị bỏ đi. Để đó đây.
một hai tháng là thằng chồng chị đã bỏ ra đi rồi. Dạ. Yeah. Chứ rửa là chị nuôi cũng nuôi hai cháu thôi chứ chị chỉ biết nói sao cơ. Đừng con. Nên là cháu này là gần 2 tuổi đúng không? Rồi cháu 2 tuổi. Cháu đi được chưa? Đi được rồi em. Đi được rồi hả? Nhưng mà bây giờ là chị ở trọ ngồi Đà Nẵng, nhưng mà chị đón xe vô đây để chị bán. Chị bán ta tăm bông. Tăm bông về tăm sẽ rắn rồi. Nhưng mà em không thấy đồ chị bán ở đâu hết hả? Hết rồi em. Bán hết rồi hả? Để sẵn đấy chị cầm đi. Ôi, bánh mì ăn sao còn nữa ở đây? Chị ăn mà chị ăn không nổi đấy. Ăn không nổi hả? Rồi tiền đây đây hả? Tiền đây đấy. Tiền đây là họ cho hay sao? Họ cho về chị bạn khách sạn chưa đấy. Bán hồi sáng trừ với lại họ cho cũng được chừng này đồng đấy hả? Chừng này đồng. Đâu, được 150 ngàn chị bỏ trong túi rồi. Dạ. Chị bán được 150 ngàn. Sáng giờ bán được chừng này đấy hả? Bán hết rồi đó hả? Bán hết rồi đây. Thế rồi, rồi khi nào chị về lại? Cờ khoảng 12 giờ chị về lại. 12 giờ là về lại đúng không? Cờ 12 giờ là chị về lại, thế ngoài Đà Nẵng chị đi mua đồ, tâm bông đồ ngoài Đà Nẵng xong. Chị mới đi bán lại. Dạ. Rồi chị là chị đón xe buýt hay sao? Chị đón xe pho chị ra chứ bữa nay có xe buýt đâu. Đón xe pho ra Đà Nẵng. Sáng giờ được chừng này tiền đây, với lại 150 nữa. Được 150 họ đổi rồi. Mấy người trong quán cà phê họ đổi rồi. Dạ. Rồi cái thu nhập hàng ngày nó có ổn không chị? Nói chung là bạn bị sẵn mà đi trong này thì nói chung là chị cũng kiếm được 200. Chị bạn ngoài Đà Nẵng, ngoài đường Lê Đề Hành thì chị cũng kiếm được vài trăm nữa. Dạ. Trong bên cũng ngay cũng được 200-300 rồi. Tiền sữa, tiền biển cho hai đứa rồi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 90 mấy ngàn, gần 100 ngàn đây. 100 ngàn đây. Đây 100 ngàn đây. 100 ngàn vậy. 100 ngàn. 150 ngàn. Là sáng giờ được 250 rồi đó hả? 250 mà tính ra là tiền tiền vốn là hết bao nhiêu? Tiền vốn là 150. Như vậy sáng giờ được 100 ngàn rồi. 100 ngàn. Rồi bố ở đất đón xe đi rồi mua cháo hả? Mới cho nó ăn cháo xong đây hả? Mới cho ăn cháo nói chỗ mà em gặp chị đó. Dạ. Yeah. Thì chị này là nói chung là Phi ở đây nên Phi cũng hay thấy chị đến đây. Hay thấy chị bồng cháu nhỏ ở đến cái khu vực này. Thì hôm nay Phi tìm hiểu xem như thế nào. Bây giờ là chị với hai cháu nhỏ là sống ở ngoài Đà Nẵng đúng không? Dạ. Có khi nào Phi có thời gian rồi Phi ra rồi dạy chị dạy nhà trò chị để cho biết. Dạ. Vì nói chung là chị Phi gặp chị dạ đường này thì Phi còn không tin tưởng. Đúng rồi, bây nhiêu. Giờ thì em cũng không biết là cái hoàn cảnh đâu. Không biết là cái câu chuyện như thế nào. Thì nói chung là Phi ra ngoài đó rồi sẽ có xung quanh hàng xóm rồi họ rồi thì chị sống như thế nào rồi Phi sẽ biết thôi, chứ còn giờ chứ nếu mà nói ra là thiệt với Phi chị khổ nhiều lắm. Dạ. Nhưng giờ chứ chị vẫn không còn nương tựa vào ai được được đấy, chị còn nương tựa được em con bởi gì mà giờ chứ nó còn bị tai nạn vừa rồi, năm vừa rồi là nó bị tai nạn đi là hơn năm rồi. Dạ. Nó cũng đứng điếm không chứ bây giờ ruột cũng nuôi một thằng nợ hơi chứ chị cũng không biết nói sao. Dạ. Giờ chứ hiện giờ chứ là thằng cu chị đậu đại học rồi đó mà chị không biết thằng cu chị có đi học hay không ạ? Có đi học nổi hay không vì chứ là giờ là chồng của chị là bỏ đi biệt tích luôn đó hả? Không liên lạc được. Không. Rồi một mình chị nuôi hai đứa con từ nhỏ đến giờ. Không, cũng một mình thì cũng không phải là một mình nữa mà từ hồi giờ là cũng có nhờ được thằng em con bà Di này đó. Có em con gì phụ cấp thêm. Phụ cấp thêm rồi bà Di nuôi hai đứa cho chị là chị đi bán về sổ trước đấy là chị đi bán về sổ thôi. Dạ. Chị không biết cái tấm này đâu mà ba sau ba có mấy người nữa họ về kiểu họ đi bán á, ba họ thấy có thu nhập
cũng được hơn bên phe sổ họ về cho chị. Dạ, họ về cho chị là bán tăm bông là có thu nhập hơn. Có thu nhập hơn hơn bên bên phe sổ mà có thể là chỗ mua em bạn cũng được. Bây giờ là hai cháu này là có giấy tờ gì không, có cho giấy tờ thì có được một thằng 4 tuổi thôi, cho thằng này là có giấy khai sinh chứ hả? Thằng bỏ lại là chưa có giấy khai sinh. Thằng này là chưa có giấy khai sinh. Thằng kia thằng lớn là có giấy khai sinh. Có giấy khai sinh chị làm họ của chị rồi. À, làm họ của chị luôn. Làm họ của chị luôn chứ chị biết họ. Không biết họ cha như thế nào. Họ cha như thế nào mà làm? Thì chị làm họ của chị luôn chứ. Rồi thằng cu này là giờ chưa có giấy tờ gì hết đúng không? Chưa. Ôi trời ơi, giờ nó lông bông như thế này rất là tội nghiệp. Thì bởi chứ chị thằng bị tím mà bởi gọi nhà trai còn không ai nhận đi em đấy. Dạ, đây quý vị thấy không? Cháu trai nhìn rất là tội nghiệp này, rất là kháu khỉnh. Bây giờ cháu mới 2 tuổi thôi quý vị, nhưng mà mẹ của cháu thì bỏ đi từ từ lúc cháu bao nhiêu? Đẻ ra là bỏ đi luôn hả? Bỏ đi là cháu mới có mấy tháng. Mới mấy tháng là mẹ cháu bỏ đi. Nhìn rất là tội ha. Hai đứa cháu trai hết hả? Hai đứa cháu trai mà một cái thằng kia khẩu khẩn lắm. Cái thằng lớn thì dễ thương hơn. Bây giờ thằng lớn đi học như vậy là tốn tiền nhiều không? Nói chung là bữa nay chị gửi ra ngoài Huế nữa thì cũng tốn cũng ít. Một tháng 1 triệu thôi. Là cháu lớn là ở ngoài Huế hả? Ở ngoài cũ á. Chứ không ở đây hả? Không. Mấy bữa là ở Đà Nẵng mà chị mới đưa ra là chưa được 1 tháng đấy. Dạ, yeah. Rồi bây giờ là chỉ có hai bà cháu ở đây thôi. Hai bà cháu ở đây thôi. Ở Huế là chị cũng vẫn đai thò ra tiền ra mà chị đỡ cái chấm. Dạ. Yeah. Để cho chị có thời gian chị đi bán kiếm tiền cho bữa nay giờ. Nói chung là chị có thời gian, chị không có thời gian để được nhiều để bữa nay là nói chung là bạn ra cũng ế. Dạ, rồi bây giờ là ở trọ ngoài đó là tiền trọ là tháng bao nhiêu chị? 800. Tháng 800. Quý vị thấy không? Bây giờ hoàn cảnh của chị tên gì em quên mất rồi. Loan. Cái gì Loan? Đặng Viết Loan. Đặng Viết hả? Ừ. Đặng Viết Loan hả? Dạ. Đặng Viết Loan, 49 tuổi hả? Nhìn bà ngoại tuổi còn rất là trẻ, có hai cháu. Theo như những cái gì nãy giờ chị Loan chia sẻ thì bây giờ chị có hai cháu mà bản thân của chị là bị tai biến, bước chân đi cũng rất là khó khăn phải không? Chị đứng lên chị đi em coi thế nào. Đây quý vị. Giờ chị phải lê từng bước như vậy nó cũng rất là khó khăn đây. Rồi, được rồi chị lại đây này. Rồi chị cõng cháu biết đó hả? Cõng chị điều dài đấy chứ chị bỏ nó xuống thì chị chạy chứ cho kịp nó mà đụng xe gồ rồi làm sao em. Dạ. Ôi. Cháu rất là tội nghiệp ha. Rồi cháu giờ có uống sữa gì không? Uống chứ. Thôi bây giờ em cũng không biết là cái hoàn cảnh của chị là như thế nào, nhưng mà em thấy cháu cũng tội nghiệp quá. Với lại thấy chị bước đi dường như là cũng rất là yếu. Nói chung chị cũng không được khỏe mạnh như người ta. Thì em cũng không biết là như thế nào. Thì bây giờ em gửi chị 200 chị mua sữa cho cháu ha. Có gì rồi lúc nào Phi. Rồi. Phi ra Đà Nẵng rồi Phi gọi chị chơi rồi. Chắc Phi cũng nên. Mà Phi đã coi thì Phi cũng được Thương Hải đưa lên chị như thế nào, Phi cũng được một phần nào thôi chứ gì nữa. Rồi thôi thì em xin cái số điện thoại của chị. Có gì dịp nào em ra Đà Nẵng rồi em tìm hiểu xem cái câu chuyện của chị như thế nào ha. Chị có dùng số điện thoại chứ hả? Có gì tí nữa em xin ha. Rồi quý vị thấy không? Bây giờ là bà ngoại bị tai biến, bước đi thì cũng rất là khó khăn, nhưng mà hằng ngày là phải bế cháu ngoại của mình đi lang thang khắp nơi để bán tăm bông kiếm cái thu nhập về lo hai đứa cháu ngoại. Hiện tại là con gái chị là đi đâu cũng không biết luôn hả? Không hả? Không biết luôn, không có liên lạc được luôn hả? Không. Rồi nhìn rất là tội quý vị, trưa nắng mà ngồi trời thì rất là nắng nóng mà
chị bế đứa cháu ngồi đi như vậy cũng rất là tội. Thì bây giờ em cũng không biết là hoàn cảnh của chị là có thật hay không, nhưng mà để bữa nào em có gì em ra rồi, em xác minh rồi, em coi như thế nào ha. Rồi chị, em ra ngoài Đà Nẵng rồi em sẽ hiểu chắc có gì đâu, vì chị lâu dài mà chị đi bạn đấy em cũng gặp chị, hình như em cũng thấy, em cũng thấy chị bồng cháu nhỏ này, nhưng mà em cũng không biết là cái câu chuyện chị chia sẻ là có đúng hay không, thì có gì để em xác minh lại sau. Bây giờ em thấy cháu nhỏ tội quá, cũng gửi cho cháu 200 để mua sữa ha. Rồi, có gì chị cảm ơn Phi, có gì rồi khi nào chị em ra Đà Nẵng thôi em ghé chị ra chị, em biết mà ghé là em một thì em ghé buổi trưa như vậy, buổi trưa cỡ 11 12 giờ cho nhiều khi á là vậy, là buổi chiều cỡ 1 2 giờ thôi cho con. Là buổi sáng với lại buổi tối là chị đi bán đúng không? Buổi sáng buổi tối là chị đi bán. Rồi, có nghĩa là lúc trưa thì chị về phòng trọ được tới. Buổi sáng với buổi tối là đi bán, buổi tối là chị bán tới mấy giờ? Bạn có 9 giờ, 9 rưỡi chị mới về đó. À, 9 giờ, 9 rưỡi. Mà nhiều khi ban ngày á, là nói chung là vì ngày nay tới gần tới tiền nhà mà kẹt tiền nhà chị mới đi bán ban ngày thôi, chứ không bữa nay ban ngày chị cũng ít đi. À. Bữa nay có thể là em điền chân chân nhiều khi ban ngày chị đi, vì chị đi là đi ban đêm nhiều hơn. Dạ, bây giờ là chị là chuẩn bị về đón xe về lại đúng không? Rồi. Dạ, chứ chị ở gần đón xe về lại rồi đấy. Dạ. Chị con quăng tí nữa ba chị đón xe chị. Rồi chị bồng cháu như vậy cả ngày vậy chắc cũng mệt lắm ha. Lên xe là chị bỏ lại cho người ta. À, đây quý vị nhìn cháu nhỏ bây giờ thiếu đi cái tình thương của cha mẹ, nhìn rất là tội nghiệp đây. Thôi thì để bữa nào em ra Đà Nẵng có cái gì em ra rồi em đến chỗ phòng trọ chị để em xác minh, em hỏi thăm những người dân gần đó cũng như là chủ trọ ở đó như thế nào ha. Rồi, bây giờ thì em cũng xin đi cái công việc đã. Có gì rồi em sẽ gặp chị sau ha. Rồi, hôm nay thì cũng giúp cho chị ít tiền rồi chị mua sữa cho cháu nó uống ha. Chị cảm ơn Phi. Dạ. Chị rất cảm ơn Phi, vì nói chung là chị còn không biết Phi như thế nào mà giúp được cho chị được đồng nào, thì chị cảm ơn đồng đỏ thôi chị. Dạ dạ dạ. Rồi thôi chị cố gắng ha. Rồi em đi đã. Rồi có gì thì đi cửa đã. Dạ dạ dạ. Có gì rồi Phi có ra đã, có dịp nào Phi ra Đà Nẵng thì phong trò chị. Rồi rồi ok chị. Rồi thì chị Loan thì Phi thấy Phi hay ngồi quán cà phê á, rồi Phi cũng thấy chị bồng một cháu nhỏ đi như vậy. Nhưng mà không biết là Phi bây giờ Phi mới biết là đây là cháu ngoại của chị chứ không phải là con chị quý vị. Thì hoàn cảnh của chị Loan này để có cái thời gian Phi ra Phi xác minh thử như thế nào. Ok thì bây giờ Phi xin tạm dừng cái clip ngày hôm nay nha. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị.